Sáng ngày 3 tháng 10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến ngày 3 tháng 10 năm 2020, đã 31 ngày nước ta không ghi nhận ca mắc mới ở cộng đồng. Hiện cả nước ghi nhận 1.096 người mắc COVID-19, trong đó có 35 người tử vong và 1.020 người được điều trị khỏi. Tuy nhiên, nguy cơ tái bùng phát dịch vẫn luôn thường trực khi dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề kiểm soát người nhập cảnh, công tác giám sát, xử lý ổ dịch tại cộng đồng, chế độ hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Hội nghị đã nghe các địa phương, lực lượng chức năng chia sẻ các giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm duy trì kết quả đạt được trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận sự nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, các bộ ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác phòng chống COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Đặc biệt, trong công tác quản lý người nhập cảnh, phải thực hiện tốt việc khai báo y tế và tổ chức cách ly theo đúng quy định. Ngoài ra, các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các trường học, cơ sở y tế, cơ sở lưu trú, bệnh viện, các điểm vui chơi tập trung đông người. Chuẩn bị các vật tư trang thiết bị đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Trường hợp phát hiện có dịch tại cộng đồng, cần thực hiện tốt 5 bước chống dịch, đó là phát hiện nhanh, truy vết, cách ly triệt để, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, điều trị hiệu quả và đặc biệt là phát huy vai trò tham gia chống dịch của toàn thể nhân dân.